chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng gần sáng ngày 1 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Từ gần sáng và ngày 1 tháng 5, gió chuyển hướng Đông Bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trên biển, từ gần sáng và ngày 1 tháng 5, ở phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Ngày 2 tháng 5, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 55 đến 60%. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 5, nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 5, nắng nóng giảm dần. Bao giờ chấm dứt nắng nóng? Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Nam. Ngày 30 tháng 4, khu vực miền Nam cũng như tất cả các vùng khác trên cả nước, nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt vẫn bao phủ với nền nhiệt độ phổ biến 39 đến 42 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29 tháng 4, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 40 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C như Đông Hà, Quảng Trị 43,8 độ, Tương Dương, Nghệ An 43,2 độ, Đồng Hới, Quảng Bình 42,7. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ C, có nơi trên 40 độ như Yên Châu, Sơn La 42,4 độ, Sơn Hòa, Phú Yên 41 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp. Dự báo diễn biến nắng nóng ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 30 đến 35%. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, ngày 1 tháng 5 nắng nóng suy giảm. Bắc Bộ, ngày 30 tháng 4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 40 đến 45%. Riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 30 đến 35%. Ngày 1 tháng 5 nắng nóng suy giảm. Thành phố Hà Nội nhiệt độ cao nhất 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 55 đến 60%. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Từ ngày 3 tháng 5, nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng ngày 4 đến 5 tháng 5, nắng nóng giảm dần. Dự báo nắng nóng kéo dài đến tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra chỉ đạo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2024 thấp hơn lượng mưa trung bình nhiều năm. Tháng 6 năm 2024 sắp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm trong những tháng 4, 5, 6 năm 2024. Đồng thời, kết quả số liệu mặn đo đạt thực tế trên địa bàn thành phố của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong tháng 3 2024 cho thấy, tại Trạm Mũi Nhà Bè, độ mặn max có giá trị 12,80 phần ngàn, lớn hơn độ mặn max trong tháng 3 2023 và quý 1 2023 có giá trị 9,2 phần ngàn. Dự báo, trong thời gian tới, độ mặn tại các vị trí khảo sát trên kênh rạch chính có xu hướng tăng dần. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án 97/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân linh hoạt trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt. Xác định những khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kịp thời tổ chức theo dõi, dự báo chuyên ngành về nguồn nước, xâm nhập mặn, cung cấp thông tin cho thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và người dân vùng ảnh hưởng, phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, vận hành hiệu quả các hệ thống công trình thủy lợi để điều phối nguồn nước, cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất và đẩy mặn khi có tình huống bất lợi xảy ra. Sở này được giao tổng hợp, báo cáo tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn, tham mưu, báo cáo kịp thời cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn đạt hiệu quả. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Sawako, triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình, phục vụ cấp nước, kiểm soát nguồn nước, các công trình thủy lợi. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông và các địa phương tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân các biện pháp chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh mùa nắng nóng, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.